Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải Nam ơi. Và ngày hôm nay thì Khải có mua khoảng 15-16 cái lệnh bài boss đỡ bem test thử ở server mấy chỗ S8 phần sân ký sử này. Bem lệnh bài boss thử như nào anh em ơi. Nhưng mà Khải bị đen quá, Khải bị hết hàng mất 5 số cái nè. Tại vì ở server này cứ nó một cái lệnh bài mình gom thì trong vòng 2-3 ngày nó hết hàng mất tiêu nè. Nên là Khải không thể nào mà gom đều được nhiều một lúc đỡ đánh cho anh em xem. Nói chung là khó quá anh em ơi. Đó là còn cái 9 cái thôi. Thôi đánh cho anh em xem tạm nha anh em. Rồi. Đó, anh em xem thì đừng quên cho like, chia sẻ, ủng hộ chơi. Bây giờ thì có 9 cái thì anh em bây giờ Khải thả ra, Khải test thử cho anh em. Trước khi test này nọ, Khải cho anh em xong cho anh em xem xét được bánh của Khải này mày. Đây, nào bây giờ thì Khải mua được dây chuyền may mắn 6. Đó, rồi, nhẫn may mắn 4 là 10. Rồi, nhẫn may mắn 2 là 12. Với lại ngọc bội may mắn 3 là 15 may mắn nha anh em. Với cái set đồ may mắn này ở mấy chỗ này thử như thế nào nha anh em ơi. Và anh em cùng xem thử như thế nào nha anh em. Cũng không biết như thế nào đây, thử anh em ơi. À, có 9 cái thôi, để Khải như lầm tiền đó. Ủa phải cho rồi nó lúc hết tiền của Khải rồi ta. Khải lầm tiền này mà. Lâu lâu bên vài con, một con này như là khoảng tầm 30 vạn. Chắc tầm đó. Lô, anh em trong bang xem vui nha anh em. Xem vui nha, xem đi. Thanks. Rồi anh em trong bang đang hóng thử đánh được gì anh em ơi. Cái người bắn nè, trước khi xanh Khải đánh người bắn nè em ơi. Bắn vô. May mắn rồi đúng không? Thiên sơn rồi đúng không? May mắn nè. Một may mắn nè. Một nè. Rồi ok. Sau khi cánh full may mắn tất cả các kiểu là điểu thì thả thôi, dứt. Chết mẹ, cái này thả được nha. Chù hai người thấy nè em ơi. Thấy đồ nó đánh mình đâu nha đây. Hai con đó, lâu lắm rồi em lại vừa bài boss em ơi. Và như nhớ không lầm là bắt này là bắt tiếp theo là bắt 45 nó năm. Để xem thử bắt này ra cái gì nha anh em. Rồi ok. Quá hết sức thử ra cái gì đây. Hãy bóp thêm cái bùa âm kháng độc, âm thời gian chống độc của cho anh lệ nè. Rồi ok. Có vẻ ổn. Cái mưu này phải cho bóp 99 đi để cho nó có hiệu ứng mình nè. Đó, đứng không làm gì. Rồi, cho anh em xem lại set đồ này anh em ơi. Đây, núp góc này đánh cho vui nè. 6 nè. 4 nè. 2 nè. 3 nè. 15% may mắn nè. Đau thì đau tóc độc sắc. Mấy cái món này món thử dòng đầu, dòng 1 nè. Đó. Rồi, con đầu tiên thì chết được gì đây? Chỉ ra thì vui, ra với đồ kiểu này thử được gì không anh em? Tại vì thằng... thấy nhiều anh em cũng sang góc này á, sang thử cho mấy hôm Khải sang ba lanh không à. Không phải sang ba lanh không à. Tức luôn. Về nhiệt độ. Hàng về. Lâm đô. Bụp, lâu rồi mới có cảm giác đánh boss em ơi. Anh em đang xem video này đừng quên ủng hộ video này. Lần đầu tiên khai đao là thôi, 9 con thôi. Anh em cho 100 like em ơi. Cố gắng cho 100 like, cố gắng Khải sắp phải mua thêm cho anh em đánh em ơi. Cho anh em xem đánh cho vui em ơi. Trời ơi, đậu xanh. Gì đây, thổ. Tiếp tục. Trời ơi, con đánh này trâu rồi. Đậu xanh trâu rồi cha. Vô góc ơi. Độ cái góc này đánh đâu được, đâu ngon ta. Không đánh nó không ngon chút nào luôn nè. Độ cái này đánh đâu ngon ta. Nghĩa ơi, góc này đánh sao mà không có dùng đam chút nào, đụng đứng lộn xì ngầu vậy ta. Không hồi nữa nó chạy lên, anh thả, anh đứng sát vô trong gốc cây thả phát một lại ra à. Anh thả tức chứ lại chạy. Anh đứng sát vô gốc cây okay. Anh thả. Anh nhấp hai cái là ra hết trơn rồi. Rồi, để tiếp tục. Được hai cái nón chưa coi, từ từ được phun đồ rồi coi nha nào. Đồ, ok, nó vô góc kìa. Tại vì cái góc này Khải chưa đánh lần nào nè. Cảm giác nó khá là phèn nè mà biết như thế nào đây. Rồi, có 9 con thôi, test cho anh em xem như thế nào thôi. Giờ mình cũng đang cố gắng gom nhưng mà tầm này gom khó rồi em ơi. Evan thì sắp hết rồi. Ngày 6 này kết thúc event anh em, nên là không thể gom được lệnh bài nữa.
chắc là có thể Khải sẽ gom một set bắn nào ổn ổn một tí, rồi mùa sau event sau thì trong băng anh hay là anh thua này nọ thì Khải sẽ anh thua, cũng như là Khải sẽ gom lần bài đó bem cho anh em xem. Ok, ở lần này thử như thế nào, anh em cùng xem cho vui nha anh em ơi. Ở lần bắt 45 này với 9 cái thôi, liệu có gì siêu phẩm hay không? Anh em đang xem thì đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Đừng quên một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Hình này cầm đao độc sắc hay không cầm đao độc sắc biết nào, đánh thì chết rồi. Tóc độc sắc nó mới nhanh nữa nè, chứ không có lâu nữa. Cái này mình lấy con đâm độc xuống trưởng vài cái nữa, lấy hiệu ứng giật giật cho nó nhanh cũng được. Nhưng mà chi, khỏi đi. Đánh thì cho nó lâu cho nó vui nè. Lần khả thả hai con. Tiếp tục hòa thị chết này, vũ khí ơi. Đánh này rất vũ khí nữa nha nè. Vũ khí ơi, vũ khí chân sức này nọ luôn nha nè. À, một cây vũ khí, một cây vũ khí, một cây vũ khí. Xa xa xa. Xa xa xa. Có vũ khí nha anh em, có vũ khí nha, vũ khí thủy nha. Biết tiền về hay như thế nào đây, anh em còn chờ đợi thử anh em ơi. Chính con này chắc đánh trong vòng khoảng 10 phút nè. Trong vòng khoảng 10 đến 15 phút là xong ấy. Hello này mới vô nha. À à, mặt nạ gì. Gọi ạc chính mà cần mang mặt nạ, rồi vô mang mặt nạ. Ạc chính, ạc nhạc, mang mặt nạ vô. À ok, vô mang mặt nạ. À tâm linh đúng không, tâm linh quên, quên. À, quên. Không, cái ạc nhạc cũng phải có may mắn chứ. Đúng rồi. Nè lộn. Anh có, đó, đây, đây, đây. Ừ, đó, ạc quên, ạc chính mang mặt nạ vô. Quên, 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 quên chứ, đúng, à, quên. À, tâm linh kinh quá. Cái đóng gì phải? Ừ, anh nhiều lắm, anh anh quên nhiều lắm, anh để dành mà. À, và anh để trên mà. Ngân My đi theo đú vô đây chị ơi. Đó. Quên mang mặt nạ nè, anh em nhắc quên mang mặt nạ. Đây, chuẩn bị hút sát, có cây khí thủy nha anh em. Khí bằng sát. Tóc bằng sát rồi, vô tiền là đẹp luôn đúng không? À. Tóc 30, bằng sát 80 thời đủ lúa. Đúng rồi, đủ lúa luôn, về bờ luôn anh em. Sát hơn 198 điểm nữa thì ối giời ơi. Ối giời ơi. Thôi đỡ, đỡ anh đi ngủ giấc hả? cộng thêm thời gian trốn 40 nữa thôi rồi. Cái bao tay của em đang đợi nó một cái... ok cái ok cầm thời gian trốn, cầm cái kiếm nó cầm kháng quả ngon hơn đồ tộc kháng quả bình. À, tính ra cái này muốn nhanh nữa lực chắc đỡ mai lên cấp trưởng cho nó hai ba trưởng là chặn đàm cho nó nhanh nè. Má đàm thì biết nào giờ chết bót, trưởng cho nó hai ba trưởng là nó chết liền rồi giờ. Này lâu quá. Năm bọc em thì em đánh chưa một tuôn ba con chưa được một đúng hai phút nữa. Lấy năm độc chưởng hai cái còn máu vàng ngân rồi được. Chuyển cho nó sành xuống máu vàng xong ngân cho thấy yên đam là được. Đúng rồi. Con này gần chết thì thả tiếp tục hai con nữa nè, rồi vô bối đồ là đẹp hợp lý. Rồi. Còn ít quá không được nhín răng anh em ơi. Không được nhín răng đúng không? Bộ tài thị chống bốn mừng anh Khải ơi. Không đủ nhín răng luôn. Sát vô cái cây mới được. Sát vô cây hả? Ngày 10 bút cái coi, ủa xem chết rồi. Bút cái coi. Rồi, vô rồi. Bút này cái 9-10 con, không đủ răng nữa nè. Không đủ ngưỡng răng luôn. Nhắc kẻ răng luôn. Nói chung cũng muốn làm vài rương nhưng mà này mua không có, chịu rồi. Rồi, ba con cuối cùng. Còn này trong này, trong đám này còn 4 con rồi nè. Rồi, nhặt cái rương này, Khải vô Khải bói đồ là đẹp luôn. Nhặt con mọc này vô bói đồ là đẹp luôn. Đặt may mắn đó. À, kiếm nhẫn thì bánh 5-6 bù lại đỡ tốn tiền à, đỡ phải mấy mua nè. Mình với lại mình cũng công lô nhặt đồ mình đâu sợ đánh đâu, không muốn đâu mất máu đâu, sợ ông mộng hết. Không nghe mưa vậy đâu rồi cha. Đứng đây bóp đi. Ôi, thằng nào đứng kia vậy? Trời ơi, ủa sao hay vậy, sao con này hay vậy? Con đồng đao hả? À, con đao chạy hay vậy? Này mở bản đồ thấy. À, ok. Ôi em thằng em đâu cấp này nọ đâu rồi, sao rồi anh BM không trả lời em? Ủa? Con đào nó đâu trong Discord anh em? What the hell? Hay nha, anh tưởng ai, anh tưởng nó chứ đụng. Sao nó vô được hay vậy? À, tao đồ kênh bang. Quá cái con Gammy, mày mày. Gammy ngáo vậy lên đi báo bot bang gì, tưởng sao anh em ông này không có trong Discord tại sao vô được hay chứ? Có nào cô ở thì ba với xíu mà có bọn ác lại phá là biết đấy nha. Ừ, phá chịu rồi. Phá chịu. Phá chịu rồi. Anh hiểu luôn rồi đó chứ nói gì nữa. Là xin lỗi anh cũng luôn đau. Rồi, vô bói cái ra nhận đồ tiếp, còn một ít máu nữa nè em ơi, bói. Mà đứng dưới đây, bói nhanh cho bói chết.
Mày kiếm trước. Nón khăn lôi. Sốt. À ngon ngon. Bao tay gắn họ. Trời ơi nó sốt mẹ đi. Trời ơi cái bao tay của em đặt cọc nghe. Trời ơi được cái này được 50 xu à. 50 vạn à. Sốt. Sốt. Bây giờ tuần sốt. Ôi trời ơi, đồ không có tóc. Ôi trời ơi, vãi cái lên. Má. Không có tóc nào đánh. Vãi nồi nè. Ôi ba cây vũ khí. Má cái cây. Ôi. Má đẹp dữ trời. Má tóc rồi dạo. Không 51. Còn tóc 20 nữa thôi rồi. Trời ơi cái này. 51 chưa đủ móc. 51 chưa đủ móc. Má cái này 52 nữa mới đẹp. Không có tóc nè. Má chán rồi quá. Không có tóc. Ok. Làm thêm con này cho lẻ lôi này. Ủa mà sống xa cứ nó chạy ra góc đó này. Rồi vô đây. Ui má nhìn xấu dòng đẹp girl luôn nè. 20 là ngon rồi. Tóc 20 về bờ lại. Mà nó chọt lòi vột luôn. Nhưng mà bằng sát còn thấp quá. Bằng sát mới có con. Không cái này lên móc 52 là đẹp. 52 là đẹp rồi. Mà không lên được. 52 là đẹp. Rồi. Rồi giờ đỡ nhặt lưng này nó ra lấy cái vũ khí. Vũ khí tiếp theo. Đồ không có. Không có con hợp kim nào ta. Chắc là... Chắc chứ. Còn sao đấy. À, nhỏ thiệt. Dần ít quá à. Cho dần xích bói như trước. Cái này này nó rất đủ đồ luôn nè. À, vũ khí, áo, trang bị này nọ, trang sức này nọ rất hết luôn nha. Phi tiêu gì anh em ơi? Phi tiêu gì? Phi tiêu và phi đa song đao. Ngon, ngon, ngon. Hai mọc. À, hai cây vũ khí. Hai cây vũ khí mọc. Họ kiếm cây tóc độc sát cũng được. Kiếm vài triệu chơi cũng được. Kiếm vài triệu chơi cũng được. À, anh em nào mà thích video sandbox như thế này anh em ở mấy chỗ S8 phần sân kỹ sư như thế này á thì đừng quên kích ngay một nút like bên dưới ủng hộ Khải hơn 100 like thì Khải sẽ tiếp tục gom tiếp tục khoảng 20-30 con đánh tiếp tục cho anh em xem nha. Nói chung lần này Khải đánh khoảng 15 con 16 con mà nó bị mất hết hàng 5-6 con nè. Nói chung là mất khoảng một kim. Nhưng mà thôi, bây giờ tranh thủ đánh cho đỡ hết hàng phí nữa. Này có nông độc trưởng nhau hai đam chết rẹt luôn. Nông độc mình không có skin nào hết luôn nè. Không có một skin nào luôn. Cái nông độc anh là nông độc đập bút mà. Đập bồ. Lâu tóc 20-21 ngon chưa. Má cái kiếm nãy mà nó có thêm dòng tóc 20-30 nữa về tiền luôn nè. Đẹp gớm. Mày copy cái tóc 20 qua. Má copy tóc 20 bỏ vô nữa đẹp. Dòng kia đi. Bỏ dòng tỷ lệ chính xác đi. Má xin lỗi này ngon quá. Xin lỗi 120 luôn kìa. Ừ, quá chứ. Xin lỗi cao ghê chưa. Xin lỗi 120 mà thấy nãy gì mà. Má xin mấy. Tiếp dòng kia đó. Mấy cây song đao nó thường có tóc của đánh hết nha. Ờ. Đánh 30 đó. Má ông Thiên này đọc không có năm độc đánh lầu gơ luôn nè. Độc sát 40. Độc sát 40 hả? Ở nhạc hai con này nó vô bó nó đẹp nha nè. Thiên hình nó còn mang đao tóc độc sát ấy. Chứ không có tóc độc sát nữa đánh biết nào chết ta. Hay do không có năm độc nè. Năm độc phải có mà toàn năm độc bùa. Vì độc sát có 10 điểm nha. Ừ. Đủ đánh. Tầm này mua một cây độc sát 1 dòng 1 thôi. Không còn tóc cũng được. Đánh nó nhanh lắm. Hôm qua có cái cây độc sát 30-40 mấy á. Chưa kịp mua nó bán mẹ. Rồi thả con nữa. Anh có cây không? Rồi vô bói hai con họ. Rồi xong hai món thủ lý ở đây. Hai món thủ lý ở đây đó anh em. Khui này. Khui hàng này. Nón sấp mẹ đi. Trời ơi. Ui, má xấu dòng. Không giống gì hết. Sốp luôn. Bao tay. Bình. Sốp luôn. Chị Đa. Nón này cũng được. Không bệnh đủ sinh lượng lấy cho ai được này. Mang lấy sinh lượng ngon này. Sắc thương một lý. Nội công. Rồi sốp. Rồi ra đảo ra đảo. Rồi không được món nào hết. Còn 4 con cuối cùng. Đó, anh em thấy không? Đâu phải giờ anh đâu nè.
Em đâu phải giờ anh đâu, xem xét bánh này nó gần chục củ đi, chưa chắc đã ra gì nha anh em, nên là hên xui nha anh em. Đó, trên tinh thần là đam mê thì mới dám chơi được cái bộ môn này, không khác gì gọi là banh bóng đâu anh em à. Ai cũng muốn con cuối cùng, cố gắng về bờ nào. Cố gắng về bờ nào. Rồi, đỡ gỡ hai con họ này làm món phòng thủ 25-40 nữa. Rồi, lấy mười mấy củ chơi nè. Phòng thủ trên 2x 5-40 là có tiền. Đưa cho anh đi lại vô tao. Đúng rồi, là có tiền luôn. Anh đặt hết rồi mà, anh đặt hàng hết rồi mà. Vấn đề là mua xanh có ra hay không chứ còn. Hàng nghe mi này nọ đặt rất nhiều luôn mà mua chưa có nè. Rồi, con mật, con thủy chết nè. Về bờ coi. Còn 4 con cuối nè em ơi. Nãy được 5 con thôi, mà được ít đồ nói chung cũng khá là bình thường, chả gì đáng nữa. Mấy cái này tí nữa cho thiếu 5 xe cầm nè. Cái bao nhiêu tay thủy để sử dụng cho anh bên phải. Ờ. Đây hiện tại giờ đang muốn gọi cho thiếu lầm đang mang vào tay khăn lôi 29 rồi. Kiếm ngập bội thay vô rồi đó. Tại em kiếm cái bao tay thủy khác hay đâu cao cái bữa này không có, nó bán ờ, tí đưa cho. Có 10 mấy người bán tới 70-80 vàng. Cái này những thành cao đan thì nó cần, mua nó cần, nó mua còn mua hết đó. Áo, ôi, đủ đánh một món này được một áo, trời. Thôi Toàn có cái mít luôn. Món mà phục hồi 40, chó 40. Đúng rồi. Chó 40 anh xài luôn. Phục hồi 40 chó 40. Hơn số lượng. Đúng rồi. 25 nữa. Cố lên. Rồi con thí yên nó may mắn đầy đầu mà nó bị lắc anh em. Nó bị mất hiệu ứng á. Chứ may mắn đầy đầu á. Nè mấy trong này đứng không, mày bắn nhiều không? Đâu thiếu đâu, bị lát. Cái chính cũng mất luôn nè, mất hiệu ứng luôn. Rồi, về bờ hai con này coi. Về bờ. Mấy cái này xanh thiệt em nghiện lắm. Bữa nào chắc anh đi online, chắc anh nhờ là anh khoi hay ai nhờ mua anh lên bài bot. Đồ anh gom đánh cho rực rẹt coi, ngày nào đánh đằng trước coi. Cứ đưa kiềm cứ gom cho anh. Hai con về bờ không. Có đồ gì? Bao tay đai lưng có tiền. Bao tay đai lưng. Áo. Ngọc bội. Ôi ông ngọc bội. Đúng có 3 cái trời. Đủ xanh. Ôi kìa. À, ngọc bội gấp 10 nữa nè mày. Khui. Ngọc bội hệ gì vậy? Họ anh ơi. Họ này. 540. Trời ơi, thông pháp. Mấy món gì cùi hết đi. Số. Mấy món này cùi hết đi, chờ cái mình gặp bò thôi. Đủ xanh máu, có phục hồi. Phục hồi xài cũng ngon rồi. Má phục hồi được, là xài đẹp luôn em, có sinh lực. Có sinh lực. Rồi, đầu cái gặp bò 540, hết sảy rồi em ơi. Hết sảy của 7. Đầu cái áo này, 530. Rồi, ngọc bòi, cuối tiên. Ngọc bòi này mày sống chạy 540 người ta. Đồ xanh 30, đồ xanh. Đồ. Má, đang nhấn tìm cá nữa, có tiền nào. Thắng một phần thuật lý cũng được ha. Ngọc bòi làm gì đó không thuật lý. Má, ngọc bòi này. Ngọc bòi này. Ngọc bòi này. Vâng, chậm. Đâu. Má, cái này 40 ngon luôn nè. Rồi, ok, về không về được bao nhiêu coi, 9 con tính ra ăn kim 8 thôi, bay 2 kim, đó từng nói bay 2 kim. Lỗ. Xin lục lực cái này mà 40 tiền về lỗ nam, đủ vài cú là chuyện bình thường. Trời ơi. À, nhìn thấy cái áo là em thấy ngon rồi. Chung là đông khỏi gì đại lý em ơi, đại lý nhà môn đi. Đây. À, đâu. Tính ra cái gặp bò này mà 40 là vô tiền luôn. Thôi người khác làm lại. Đó. Cho hôm nay anh em nhẹ nhẹ xíu thôi cho anh em đỡ ghiền. Lâu lắm rồi, tính ra 5 tháng rồi em muốn lại mình bài bot nữa. Từ server đại Giang Sơn em mang cái set động sắt, may mắn 100% em đánh không trả ra gì luôn rồi. Hên xui lắm, động sắt luôn em. Không yên thua.
Nhớ rồi. Nghiêng rồi, nghiêng rồi. Đó. Là lưng này có thể ai mang thì mang lấy đi. Chức mà lưng. Rồi, rồi. Anh em lá luôn đây. Nó ngồi bán làm như làm đi. Mấy cái đồ này làm biến con nhập bọn xa được này. À ok. Ốc ngủ luôn em ơi. 2 giờ rồi. À đi thêm chiếc phong độ nữa, ừ, chiếc phong độ nữa. Ok anh em ơi, và lần này thì cái xin phép off video anh em ơi. Nếu anh em cảm thấy thích video này, đừng quên đó là cho Khải một like, một hồi chơi và những video tiếp theo Khải sẽ tiếp tục lên cho anh em xem nha anh em. Ok bye bye. Bắt 50, bắt 45 rồi. À, chắc có thể sẽ lên được nhiều bắt nữa anh em ơi.